gắt các bạn ơi. Chỗ này cũng hẹp. Mình sửa mấy cái bào đó, bào chấu, bào đất này, bào chấu rồi. Đó, phức các bạn ơi, dốc gắt quá. Thì đứng ở bên đây nó hơi chá các bạn ơi, qua đó không kịp rồi. Quá hay ha. Mấy trăm lẻ năm qua cách cái miếng ruộng nhỏ ở đây các bạn ơi. Miếng này cũng mấy trăm rồi các bạn. Chỗ này cách cái giống OE18 nè, mấy cái miếng cuối nè, ruộng hơi bự nè. Dạng lúa giống vậy á. Bên đây mình thấy dẻo lắm, dẻo luôn các bạn ơi, mà coi nhà có nước nè, mà không có nước chắc khó chạy ha. Miếng cặp bên này cách trước rồi các bạn ơi, được anh tài xế lái di chuyển rất là đều đặn luôn các bạn ơi.
Đây cái lên đó thì gần xong miếng ruộng các bạn ơi, còn cái cụ bên kia nữa là xong ha. Đây cái nguyên cái miếng ruộng này buộc lúa lên chậm chậm trơn các bạn ơi, sập lạng đã vậy. Chiếc máy cuộn gom đang chuẩn bị khởi động ra các bạn ơi. Hiện tại thì đang đậu ở trên cái bờ gục mà gắn cái mui vô các bạn. Máy cuộn gom đang chạy ra các bạn ơi. Hiện tại thì chạy đang cái miếng ruộng nó quá trời nước các bạn. Nó có cái đường mòn ha. Hồ sống rồi kìa. Cái máy cuộn gom này thì nó nhìn thấy nó ngắn, nó chạy lắc dữ lắm các bạn ơi. Đó, trời ơi, ngập hết trơn rồi kìa. Ngập cái hàm hết trơn. Trăm lẻ năm ít xử lý xong miếng ruộng rồi các bạn ơi, chiếc máy cộ đang chạy theo để tải lúa kìa, xong miếng mình đó rồi. Rồi chiếc máy kéo chở rất là nhiều lúa luôn các bạn. Cái đường này thì mình thấy thì nó càng ngày nó càng lầy lên các bạn ơi, chạy quá là nhiều luôn. Mấy các máy kéo chạy nhiều lần rồi, giờ thì mấy cuộn gom ra nữa các bạn.